kính nhớ cuộc khổ nạn Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngày 29 tháng 8, giáo hội kính nhớ việc Thánh Gioan Tẩy Giả bị chặt đầu, nghĩa là cuộc tử nạn của Ngài. Vị tiền ô lừng danh này từ thiếu thời đã lui vào sa mạc để sống khoảng 25 năm khổ hạnh. Vào tuổi 29, Ngài được lệnh từ trời cao sai đến bờ sông Jordan, giảng phép thống hối và loan báo việc đấng thiên sai sắp tới. Khắp nơi, người ta đến với Ngài. Khi ấy, Chúa Giê-xu từ Galilee tới xin Ngài rửa cho. Danh tiếng Ngài lẫy lừng khiến người Do Thái sai sứ giả đến chất vấn Ngài. Ngài khiêm tốn trả lời: "Tôi không phải là Đức Kitô." Họ hỏi lại: "Vậy thì là ai?" Ông đáp: "Tôi là tiếng kêu trong sa mạc." "Hãy bạc lối Chúa đi." Họ lại hỏi thêm: "Vậy tại sao ông dám thanh tẩy?" Ông trả lời: "Phần tôi thanh tẩy bằng nước. Đấng ấy đến sau tôi và tôi không đáng cởi quay dép cho Ngài." Rất mực khiêm tốn, nhưng tiếng tâm Ngài đã thấu tai Herode. Ông vua này biết Gioan là người công chính và lành thánh nên vẫn che chở. Nghe ông thì Herode đâm phân vân nhiều nỗi, nhưng lại cứ thích nghe. Herode bị Gioan bắt lỗi về việc ông ta cưới Herodia, vợ của ông anh, làm vợ mình. Ông không được phép lấy vợ của anh. Lời nói ấy phải trả giá bằng sự tự do. Gioan bị bắt tù. Nhưng việc tù tội của Gioan không làm giảm cơn giận của người đàn bà tội lỗi. Bà ta quyết tìm cách giết Gioan. Nhân một bữa tiệc Herode thiết đãi tại hoàng cung, con gái mụ Herodiade vào nhảy múa rất vui. Nhà vua vui thích lắm và hứa cho bất cứ gì nó muốn. Ra hỏi người mẹ, nó trở lại hoàng cung và thưa: "Thần muốn Ngài ngự ban cho ngay trên đĩa cái đầu của Gioan Tẩy Giả." Buồn phiền, nhưng vì đã lỡ thề hứa trước mặt quen khách, Herode đã sai thị vệ đi chặt đầu thánh nhân. Cái chết của Gioan Tẩy Giả xảy ra khoảng một năm trước cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu. Trích theo vết chân người của linh mục Phao-lô Phạm Quốc Túy.